Bước vào trận đấu với một trong những đối thủ hàng đầu thế giới, huấn luyện viên Diego đã yêu cầu các học trò chơi chủ động chậm chắc bên phần sân nhà để trực chờ cơ hội phản công. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, đội tuyển Futsal Việt Nam tổ chức trận đấu khá tốt. Đó cũng là thời điểm đội tuyển Futsal Nga chơi thăm dò trước khi tăng tốc sau đó. Thực tế một khi đội bóng từng giành ngôi vị Á quân World Cup 2016 đẩy cao tốc độ trận đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ phút 11 trở đi, đội tuyển Futsal Nga liên tục tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Văn Ý. Nhưng phải đến phút 14, đội khách mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc trên sân. Từ một pha phản công nhanh, Bagirov chuyền ngang để Pirogov đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội nhà. Một phút sau một tình huống tổ chức tấn công bài bản khác, Fakrodinov đệm bóng cận thành nhân đôi lợi thế cho đội tuyển Futsal Nga. Trong hiệp 1, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng tổ chức được những pha bóng tấn công cực kỳ nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ. Đáng kể nhất là cú volley rất đẹp mắt của Minh Trí ở phút 13 nhưng thủ môn Sabatin đã kịp khép góc cản phá thành công. Chưa đầy một phút sau, Thái Huy dứt điểm ở cự ly 2m nhưng lại đưa bóng ra ngoài. Đầu hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam gia tăng sức ép nhưng đây là thời cơ tốt cho các pha bóng tốc độ của đội tuyển Futsal Nga phát huy tác dụng và tạo sóng gió đáng kể cho khung thành của thủ môn Văn Ý. Dù vậy, đội khách lại có bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp đá phạt cố định từ cú dứt điểm của Asadov. Bị dẫn trước 3 bàn, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn không nao núng. Các học trò của ông Diego Raul nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 29, Ngọc Sơn tung cú dứt điểm ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. 2 phút sau, Đoàn Phát bất ngờ tung cú sút xa từ